Vâng, xin chào bác, kính thưa bác, đây là con cơn mạ vàng thập kỷ 70-79 nhé. Cầu dứa này, AO này, bao giờ cũng thế này. Cái này em đi lướt qua thôi, thì trong suốt 7 năm qua và hơn 20 năm em đã giới thiệu tại nhà rất là rõ ràng rồi. Hơn 20 năm bán tại nhà và được ngoài được trường trinh. Là phải 5/2 American Optical nhé. Ao thì optical là càng phải nhé, và càng trái như thế thôi, nó đảo chiều với nhau. Đấy, đây là càng trái này. Bác lưu ý là đến trước khi đến nhà em thì điện thoại trước để em liên tiếp đón từ xa. À, tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. À, đấy là một trong cái giá trị lớn nhất mà khi mua shop đồ cổ xưa lâu năm, nó có cái thương uy tín hơn 20 năm và số điện thoại như thế. Hơn 20 năm nó được khẳng định ra giá trị thương hiệu rồi. Thì các bác cứ nhớ điện thoại trước, nhiều bác hay đến đột xuất quá, có bác đến hai lần không gặp, có bác đến coi như là chờ mất 1-2 tiếng, thì thay vì thế là điện thoại trước là em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu về đồ cổ xưa. Đấy là trong cái giá trị lớn nhất mà khi mua sốc đồ cổ xưa lâu năm, nó có cái thương hiệu. Và cơn American USA xưa, mạ vàng thập kỷ 70-79 nhé. Rất là cảm ơn bác xem video. Xin chào, hẹn gặp lại phía sau.